Hello, xin chào mọi người đã trở lại với kênh của em Phát Tài Vlog. Và em đây là vũ khí của em. Và tí em sẽ mở cửa xe và lên xe. Để hôm nay em muốn nói về hai cái vấn đề, đó là một cái vấn đề cho những người chuẩn bị đi học lái xe và những người lái mới và những bác lái xe mới. Thì hôm nay những cái hai cái người này thì phải cần rút ra những cái kinh nghiệm gì thì bây giờ em sẽ review cho các bác. Hôm nay tôi sẽ nói với các bạn hai cái vấn đề chính, đó là những cái bạn mới mới bắt đầu ra trường và những cái bạn có dự định đi học lái xe. Thì bây giờ tôi sẽ nói tới những cái bạn mà có dự định đi học lái xe thì các bạn nên tìm hiểu kỹ, nên phải làm như thế nào và nên học hỏi và tránh cái tình trạng sau này để đi học ra rồi để mình phải đi làm được cái công việc lái xe đấy, chứ mình không phải là đi làm cái công việc khác. Thì những cái bạn mà có dự định đi học lái xe thì các bạn tham khảo những cái người đi trước ấy, học hỏi xem. Bây giờ mạng rồi, có những phổ biến rồi, bây giờ các bạn vào mạng các bạn tìm hiểu học hỏi xem là làm như thế đã được hay chưa, mình bây giờ mình làm như thế khả năng của mình có làm được hay không, và mình học ra rồi mình có xe để đi phụ hay không đấy. Và bởi vì cái xe tải nặng này ấy, thì là nó có rất nhiều điều quan trọng cần phải biết tới, cần phải học hỏi. Tôi khuyến khích những cái bạn mà cần phải học hỏi để làm sao để biết được những cái kinh nghiệm, biết được những cái đấy, những người ta đi trước người ta biết, thì mình cần phải cố gắng học hỏi tìm hiểu để làm sao mình ra đường mình có một cái nghề thật sự chắc chắn và mình đi làm kiếm tiền đem về nhà. Còn tôi nói tới cái vấn đề thứ hai, đó chính là những cái bạn lái mới. Các bạn lái mới thì các bạn thứ nhất học ra trường rồi, các bạn cầm tập bằng về, nhiều bạn sợ, nhiều bạn không lái được, nhiều bạn là đi ra đường sợ không không dám lái xe nữa. Có bạn là đi học về không có xe để phụ đấy, không hiểu được cái tính năng hoạt động của xe nên là các bạn chán nản, các bạn dễ từ bỏ. Và những bạn lái mới này ấy, thì các bạn là nên học hỏi tham khảo và học ra rồi đi phụ cho những người người ta đi trước, học hỏi để làm sao để mình biết được, cầm tấm bằng ra đi làm là mình phải biết được là những cái xe này nó hoạt động, dòng xe này nó hoạt động như thế nào và phải làm như thế nào để mà mình có được từ những cái kinh nghiệm của người đi trước đấy. Thì các bạn đăng ký kênh của tôi, để những cái bình luận của các bạn ở dưới bên dưới video của tôi, thì tôi có những cái gì các bạn không hiểu chưa biết hết thì các bạn bình luận ở bên dưới đấy để tôi sẽ giúp các bạn để tìm hiểu về cái nghề lái xe này và sẽ đưa các bạn vào nghề làm sao nó đi đúng đường, đi đúng lối để cho các bạn biết được có nhiều cái kinh nghiệm để ra đường để các bạn kiếm tiền. Thì kể cả xe cộ hỏng hoặc là phải làm như thế nào, tiếng động lạ, mùi mùi của xe như thế nào, xe hoạt động không bình thường như thế nào và các chi tiết đó phải kiểm tra như thế nào, khi nào phải báo xe sửa, khi nào mà kiểm tra được để báo xe chủ sửa để tránh cái tình trạng là xe hỏng rồi mình mới báo sửa, như thế là nó sẽ trừ tiền của mình đấy. Thì các bạn phải hiểu rằng đi lái xe này nó có rất nhiều các yếu tố đấy. Chủ người ta thuê mình lái, người ta cần một người ta lái xe là người ta phải biết được cho mình lái xe được cho người ta, hoặc là ít nhất mình cũng phải lái ở đâu người ta biết được thì người ta mới tuyển dụng mình vào làm, thì lúc đấy mình mới có tiền được. Chứ còn bây giờ các bạn mới đi học lái xe ra chưa hiểu nhiều kinh nghiệm, không học hỏi thì các bạn không làm được, đến lúc các bạn chán nản, các bạn từ bỏ cái nghề này, đến lúc các bạn
lại đi làm một cái ngành khác, như thế thì vừa phí tiền vừa phí thời gian và sẽ đem lại cái hiệu suất cho các bạn là không thành công. Đấy, thì các bạn phải nhớ kỹ rằng ấy, đi học lái xe ra là mình phải, cái nghề này nó phải học hỏi nhiều nhiều hơn nữa. Như tôi bây giờ vẫn có đang phải học hỏi chứ không phải là như thế là thành công. Thì các bạn có cái gì các bạn không biết, không hiểu, các bạn đăng ký kênh của tôi, các bạn để các bình luận của các bạn ở dưới video của tôi, thì tôi sẽ trả lời tất cả những thắc mắc, những giải đáp của các bạn để đưa các bạn tới một cái lĩnh vực lái xe thành công. Và lái xe làm sao vào, khi vào nghề làm sao nó phải chắc chắn. Đấy, chứ không phải là các bạn là lái quen con này rồi các bạn là đến cái con khác, hoặc là những cái con khác các bạn chưa hiểu được, chưa biết hết được thì các bạn không thể làm được. Đấy, thì đây tôi cũng nói mở rộng như thế, còn những cái bạn nào, các bạn nào hiểu biết được rồi thì tôi không không cần không nói nữa, thì các bạn để dựng lại những cái bình luận ở dưới đấy, đóng góp những cái ý kiến của tôi. Cái gì các bạn không biết hỏi tôi sẽ trả lời giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn để cho các bạn khi vào nghề các bạn biết được là phải làm như thế nào, thế nào, thế nào, những cái này phải làm như thế nào để rồi mình có một cái nghề lái xe thật sự, để mình khi mình bước vào nghề rồi mình không còn bơ ngỡ một cái gì nữa về, và lúc đấy mình chỉ với mục đích của mình là kiếm tiền đem về thôi. Có cái bạn bạn ấy lái xe ở ngoài ở quê ấy, xong bắt đầu là bạn ấy ra Hà Nội bạn ấy lái xe, xong bắt đầu bạn ấy hỏi tôi bảo là em ra ngoài công ty đấy lái xe thì là anh qua anh chỉ bảo cho em để em quen xe rồi là em biết được cái xe đấy nó hoạt động như thế nào, thì đấy tôi sẵn sàng tôi sang ngay, tôi không bao giờ tôi lấy 1.000 là tiền phí của anh em cả, bởi vì ấy tôi muốn như thế để cơ hội của tôi của các bạn ấy, để làm sao để có những khi đi học được ra rồi thì các bạn là có được một cái nghề để làm sao để mình kiếm tiền, để làm sao để mình biết được là mình phải đi làm như thế nào, kể cả tôi mất thời gian để tôi sang tôi đóng góp góp ý để cho các bạn, tôi bảo là các bạn kiểm tra những cái này như thế nào, xe hoạt động bình thường hay không, nước như thế nào, nó có hao nước hay không, hao nước ở cái mức độ như thế nào, hao nhất ở cái mức độ như thế nào, tiếng động của cái xe đấy nó như thế nào. Đấy, thì các bạn khi các bạn lái mới ấy, khi các bạn ra Hà Nội các bạn cứ gọi điện cho tôi hoặc là để số điện thoại của các bạn ở ở dưới những cái bình luận của video của tôi sẽ thấy các bạn để cái bình luận đấy, các bạn phải nói rõ lên là các bạn và hỏi những cái gì và cần giúp cái gì, chứ không phải là các bạn để nguyên cái số điện thoại đấy thì tôi không biết là gọi cho các bạn để làm cái gì cả. Thì các bạn phải bình luận, để dưới cái bình luận ấy để làm sao tôi hiểu được để tôi trả lời các bạn. Thì các bạn khi ở quê ra Hà Nội có những cái gì không biết thì các bạn có thể hỏi tôi có thể giải đáp, hoặc là tôi sẽ trực tiếp sang đấy để tham khảo cho các bạn, để đưa các bạn làm quen với xe đấy, đưa các bạn hiểu được tính năng hoạt động của xe đấy, đưa các bạn đi đúng những cái đường đấy để đi đổ hàng, để các bạn hiểu biết được ở chỗ các bạn làm là như thế nào. Thì cái video này thì tôi cũng xin kết thúc ở đây. Thì các bạn không hiểu gì, không biết gì hoặc hỏi cái gì, tham khảo những cái gì thì các bạn để những ý kiến của các bạn ở dưới bình luận để tôi có thể biết được là các bạn cần gì, là như thế nào. Còn khi các bạn ra Hà Nội đi kiếm tiền, các bạn chưa biết đường này, các bạn có thể là gọi cho tôi sẽ chỉ đường cho các bạn. Các bạn đi ra cái xe nó bị làm sao hoặc như thế nào, các bạn có thể là gọi điện cho tôi, hoặc là các bạn liên lạc với tôi để tôi còn biết được, tôi sẽ giúp các bạn để làm sao khi vào nghề thực sự nó xứng đáng với các bạn, ý nghĩa của các bạn, để nó có một cái nghề thực sự để kiếm tiền làm sao để mình không phải 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 bỏ nghề đi nữa.
mình cứ vậy là mình làm thôi, lần sau mình cứ vậy là mình làm thôi. Thì các bạn muốn tôi giúp gì, các bạn muốn tôi giải đáp cái gì, các bạn muốn có những cái thắc mắc gì hỏi tôi, đăng ký kênh của tôi, để lại những cái bình luận ở bên dưới video, tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn. Hôm nay cái video này tôi cũng sẽ dừng lại ở đây, và các bạn đăng ký kênh để tìm hiểu tiếp những cái video tiếp theo, và tôi sẽ chỉ cho những các bạn không biết về những dòng xe này hoạt động như thế nào và đi những cung đường ở Hà Nội. Thì các bạn đăng ký kênh của tôi, thì các bạn theo dõi tôi, thì tôi những cái chi tiết tôi sẽ review cho các bạn những cái chi tiết nhỏ nhất để các bạn hiểu được, và cứ vậy là các bạn làm thôi. Thì xin chào mọi người nhé, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và vạn sự bình an.